nó vậy nữa trời, lỗ luôn nè, lỗ bự luôn cái này, nó cháy ấy, cái cháy trời nó luôn. Cái cây đó nó khô. Ừ. Nó bốc khói bốc một cái, nó cháy trời luôn này. Mà chắc không cháy đâu, cháy này ở giữa này. Nó sụp xuống đây. Lâu thế mà. Đúng là tháng này tháng mưa thiệt nè. Đây tháng nào cũng mưa hết trơn. Chỗ đó chú chạy coi chừng á. Chiếc này qua lại nó không phải tại ngay chỗ đó nước nó động nó rồi. Nãy thấy chạy từ từ. Ừ. Chạy chạy không kỹ văng xuống đất luôn. Tôi chân tôi cũng yếu rồi, bởi vậy tôi không có muốn sửa nữa đó. Nếu mà sửa nữa sợ bán không được lâu của chú. Tụi tôi cái chân tôi đi không có mạnh nữa. Chỗ bán không được lâu. Bên Mỹ giờ này là 20:29 phút. Bên Mỹ, bên Việt Nam đi trước 14 tiếng mà. 13 tiếng mấy? 14 tiếng. Gặp nhau như lúc nước trời để sáng đi cà phê mà kêu không á, anh uống cà phê đó, cà phê đó hình như con trai đó hôm qua còn nhẹ không, uống chưa hay uống.